Những ngày qua, đại diện công ty bảo hiểm Manulife đã gặp một số khách hàng có khiếu nại về sản phẩm Tâm An đầu tư, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư của Manulife được phân phối qua kênh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Qua làm việc, một số khách hàng đã được phía Manulife đồng ý trả tiền, song yêu cầu ký văn bản cam kết giữ im lặng. Trong khi đó, một số khách hàng khác chưa đến lịch hẹn với Manulife cho biết sẽ không ký giấy mà khởi kiện công ty bảo hiểm này ra tòa để yêu cầu bồi thường. Anh Dê gửi tiết kiệm 200 triệu đồng ở SCB, sau này mới biết đó là mua bảo hiểm Tâm An đầu tư. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay nhiều khách hàng vẫn chưa được phía Manulife gặp gỡ và làm việc. Nhiều khách hàng mua bảo hiểm đã thành lập nhóm để trao đổi thông tin, giúp nhau đòi quyền lợi. Trong khi đó, cơ quan công an đã thụ lý đơn tố giác của các khách hàng liên quan vụ việc. Các chuyên gia pháp lý cho biết, việc Manulife thỏa thuận trả lại tiền cho khách hàng và khách hàng không tiếp tục tố giác, thì các hoạt động tố tụng vẫn diễn ra bình thường. Ngày 6 tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã kiểm tra đột xuất các đảo Mắt Rồng nằm ở phía nam Vịnh Hạ Long thuộc thành phố Hạ Long và đảo Thẻ Vàng, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, nằm ở khu vực Vịnh Bái Tử Long. Theo phản ánh của dư luận, trên đảo Mắt Rồng tồn tại một công trình kiên cố xây dựng trái phép, không được xử lý triệt để từ năm 2018 và đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Qua kiểm tra hiện trạng, nhiều dấu hiệu cho thấy ở đây thường xuyên có hoạt động du lịch với quy mô đông người. Điều này cho thấy sự lỏng lẻo trong quản lý của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Việc xây dựng công trình kiên cố trái phép này có liên quan tới một người có tên Lê Mạnh Hùng, công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh và một vài cá nhân khác, thường xuyên có hoạt động trên đảo vào dịp lễ Tết. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành rà soát tổng thể, báo cáo độc lập, khách quan, làm rõ quá trình xây dựng trái phép, sai phạm liên quan đối với công trình này, đề xuất phương án xử lý triệt để nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường Vịnh Hạ Long. Quan điểm là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cũng kiểm tra đột xuất tại đảo Thẻ Vàng, huyện Vân Đồn, nằm ở khu vực Vịnh Bái Tử Long. Ngày 6 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Vi Ni, 31 tuổi, Trần Văn Thể, 28 tuổi, Võ Thị Hàng Ni, 24 tuổi, Nguyễn Thị Minh Thùy, 23 tuổi, Phạm Thị Bích Thảo, 28 tuổi, cùng trú thành phố Hồ Chí Minh, Võ Vi Nô, 35 tuổi, trú tỉnh Bình Định và Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 34 tuổi, trú tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Võ Vi Ni và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ. Theo điều tra, Võ Vi Ni đã tự thành lập các công ty Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên. Theo đó, các nhân viên của Ni gọi cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại công ty Hồng Phúc, công ty Bảo Phong hoặc công ty Việt Nhật và cho biết đang liên kết với một số bệnh viện giới thiệu chương trình tặng thực phẩm chức năng cho bệnh nhân. Các bệnh nhân nhận phần quà này phải đóng các phí vận chuyển. Với thủ đoạn trên, Ni cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân với tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra xác định, Võ Vi Ni đã chủ động liên hệ với cán bộ tổ công tác công an thành phố Gia Nghĩa để gợi ý bồi dưỡng 300 triệu đồng để được bỏ qua vụ việc. Tuy nhiên, công an thành phố Gia Nghĩa đã lập biên bản vụ việc và khởi tố thêm đối tượng hành vi đưa hối lộ. Nhiều nơi trên cả nước vừa trải qua đợt nắng nóng đổ lửa, nền nhiệt kỷ lục vượt 44 độ C tại Thanh Hóa, nhiều nơi ở Nghệ An vượt 43 độ C. Nhưng sáng nay ngày 7 tháng 5, cơ quan khí tượng cảnh báo một đợt không khí lạnh sắp tràn về vùng nắng nóng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay ngày 7 tháng 5 và ngày mai 8 tháng 5 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Nhờ không khí lạnh ngày và đêm ngày 8 tháng 5, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Một số nơi ở miền Trung nhiệt độ từ 40 đến 42 độ C sẽ giảm còn 22 đến 26 độ C. Ngoài ra, từ ngày 8 tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối.
Chiều ngày 6 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Nho Thanh, 75 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phố, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 5, ông Thanh có tổ chức ăn nhậu tại nhà và mời ông Nguyễn Trung Tá, 59 tuổi, cùng trú tại thị trấn Quảng Phú. Đến tối, ông Tá về nhà. Thanh tìm điện thoại di động của mình nhưng không thấy nên nghi ngờ ông Tá lấy trộm. Khoảng 20 giờ, Thanh mang theo một con dao rồi điều khiển xe máy đến nhà ông Tá. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn và Thanh đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Tá dẫn đến tử vong. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 5, khi biết tin ông Tá tử vong thì Thanh đã đến công an huyện Cư Mờ Ga đầu thú. Một tay súng bước ra khỏi chiếc sedan màu bạc và bắt đầu xả súng vào đám đông tại một trung tâm mua sắm ở ngoại ô thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ vào tối ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, 7 người bị thương, đồng thời khiến hàng trăm người mua sắm hoảng loạn bỏ chạy. Theo AP, các nhân chứng có mặt tại trung tâm mua sắm Allen Premium Outlet cho biết họ nhìn thấy nhiều nạn nhân, trong đó có một số trẻ em. Cảnh sát cho biết các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong độ tuổi từ 5 đến 61. Người ta có thể nghe thấy hơn 30 phát súng khi chiếc xe phóng đi. Theo hãng tin Reuters, phát biểu họp báo, Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Allen, ông Brian Harvey cho biết thủ phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt. Các vụ giết người hàng loạt đang xảy ra với tần suất đáng kinh ngạc ở Mỹ trong năm nay, trung bình khoảng một vụ mỗi tuần. Theo một phân tích dữ liệu chung của hãng tin AP và báo USA Today, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ nổ súng và chính quyền đã đề nghị hỗ trợ các quan chức địa phương.